Chúng tôi số 3 để tặng ọc này, xong chú chọn like, chọn share, nâng chọn subscribe đồng bày dựa cả lực thực chất ở đôi channel bọc trong phong bát ở con trang. Bạn xuất sở đây nè tặng ọc này, chú chú mươi phong bát đi nàm đón tiết 2. Mà xong ra bí tạo này cứ khi nhóm nâng mọc review hôm bí kể là có iconic moment rồi bọc Arsenal lại tới tay một đó là trong ngày bỏ hoa thì đậm bầy ní mà anh chẳng đậm bầy có mọi khát tế nhưng tầm mơ thằng ổn thì ta bụi quạt nâng miền xe mặt đặc biệt vầy khá hay chung đi nhỏ vầy khá playing style bỏ khót vầy khá to mà anh chẳng cái là co thì mùi nâng cứ Pitit nâng cứ chơi cái là co mau bì bật tê bật ráng hay quạt lên được trong club Arsenal và chẳng tầm này là bóng quát cứ DMF hay rating là bóng quát cứ càng buồn nó rating bình là và đây là về để dân lên được không game dân vô quát tự đạt được không club Arsenal quát là tụi bạn boost club chấm luôn pi bàn thái là đồ đo cao của mùi và chẳng người đó kia ngại vô quát tự lên đòi boost club tới cứ rating quát cứ bán của bạn và chẳng dân vào review sắm ra rating thom ở đá và sản phẩm rating thông bản cứ quạt lọ cua sóng ball control và bàn bấm bốn lọ pass cao sấp lip pass lọ pass bàn ball finishing bàn bấm mùi và speed có mà là mồm đấy và physical contact quạt cứ cao sấp bốn kicking power quạt cao pì và cầm lang bọc quạt cứ cao sấp tam stamina quạt và cao tam e mấy cứ quạt ruột mình nghỉ hot đấy ball wing lên cao buồn aggression càng vì à lấy dương một boost quad wing thật ta ability quad lang bàn phòng bán ok dương một mười được off nhé bàn trắng nó bây giờ dương đặt boost club cho từ không club Arsenal cứ quad từ tour bàn cao sập mũi đặt ball control vào hay lo phải kỹ lang cao sập ỏi và high speed cứ quad lang bẹt vào mũi mà trắng bị quad bá cứ time pì màu hay kicking power cứ càng buồn hay physical contact của quất cứ cao vào mùi hay stamina quất cứ lang tới đó càng bật vào cọp và chân cầm lang quất là bây giờ bố sư quất lang càng bật nó để đọc nghĩa hay ball winning có lang tới đó càng vào mùi đây và chân dân mà mơ skill của quất vinh cứ quất mình skill để chỉ cut behind and turn step on skill control chip shot control one touch pass wet pass outside collar hay low lock pass man making interception fighting spirit playing style របស់ quad គឺ box to box បាទចំណែក arrow ដែល quad អាចលេងបានហ្នឹងគឺមានដូចជា DMF បាន 96 CMF 89 LB 92 CB 87 បាទប៉ុន្តែបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើង boost club ទេអ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងល្អបាទហើយយើងបន្តទៅកីឡាករបន្ទាប់ Gilberto Silva bạn gặp chiếc cái lá con màu bị Brazil hay quạt lên cho con đồng này DMF nó không club Arsenal này bạn chẳng rating pin thom mà đã bắt cứ tại cả bay tê hay nó bê để dân buff nó cứ quạt bàn nó hỗ trợ nó bay và tụ bay point time tiết cứ lại nó càng phòng mùi bạn chẳng dân một mơ ability thom mà đá nó không mặc rating thom mà đá mặc ball control cứ lõ cao sấp và pass cứ lõ heading còn lõ đấy speed quạt bàn 80 hay kicking power 86 hay jump bàn 90 và physical contact quạt bàn 92 hay stamina 95 và quạt lò cứ bị bạc bài cái này nâng petit mình thế hay ở đây dân một boost club mình và chẳng và nó phải để boost club ball control quạt cơ lang bàn 92 hay low pass quạt cứ bàn 90 và hay heading 84 hay stamina của quất làng mà chẳng cầm lăng bóc quất cứ làng hậu đỏ càng phát hai defense quất làng hậu đỏ càng phải mà ok chẳng chẳng một mơ skill bóc quất quất miền này khá cứ miền heading first time shot one touch pass penalty specialize man making interception captaincy fighting spirit playing style bóc quất cứ anchor man hay role để quất ai lên ban miền đôi chuyện DMF cao của mũi CMF 88 CB 92 và trên cái trở đồ này còn ai lên bán trên đó khi ai bị trả là còn ba nè đã còn đến kỳ lò
của quạt rột bàn dù stamina rột nó càng bận mà nó dân tâm mơ cái la co trong cái mà cái la co trong cái cứ Campbell và cái gì la co đây phải nhìn dùng rập xe cà phê đây này thì đi cho chất dốc đặn nữa và bạn Campbell cứ mau bị on lấy hay còn lên được không Club Arsenal không một đồng này chỉ CB và center back chẳng rất thinh bình là bỏ quát cứ cao prám hay là bây giờ quát boost club nên cứ lang rồi tất đó càng bật là quát lang bị bình tụ bị point và thêm và chẳng dừng một mơ ability sầm rập marketing thao thò mà đa cao prám nên miền đây khá và chẳng khang bởi dốt cứ quát sao giới bà thịt liên ấy nó được sao nhé bây finishing được sao đấy hả và hay quát ban heading mà cứ chỉ một nghĩa không ca tại bộ châu thì mà high speed của bóng cốt cứ ban phải bấm bốn hay acceleration của bóng cốt cứ riêng từ đấy hay kicking power cốt phải bấm bấy chạm bóng cốt ban cao sấp mà physical contact cốt ban cao bấm bốn mà cứ buồn mệt tên mà physical contact cao bấm bốn mà hay stamina cốt tại cao sấp tí hay defense bóng cốt mà cứ lo khop khop tem đó mà cao pram cao bấm bấy cao bấm bốn mà cứ êm rồi và bộ rôm chúng mình đừng cả mình chọn thì đòi tay nó cứ cao pram tiết em mà thế cả lột bọc quất cứ bàn đã cao sập thế và lấy dương một mơ skill bọc quất biên đôi chỉ heading man making interception hay đừng captaincy playing style bọc quất cứ the destroyer và trong này role play bọc quất cứ biên tay role để có ai lên bàn nó cứ biên tay cb mùi thế bạn và lấy dương một mơ ការ boost club វិញបានទៅពេលដែលយើង boost club តើគាត់ឡើងអីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែល boost club ហ្នឹងគឺ heading គាត់ឡើងរហូតដល់ 97 ហើយ wow cop cop តែម្ដងបាទ 97 បាទ physical contact គឺមិនឡើងទៅណាទេបាទ អស់ត្រឹម 99 ហ្នឹងឯងបាទ defense គឺ 98 បាទនេះ ball winning បាទគឺជា ability ដែរគាត់អាចទៅដណ្ដើមបាល់ពីគេបាន 99% បាទគឺក្នុងការជំនាញ tại đảm bảo là aggression mà cứ chỉ cả kiêng vô ban là cứ cả para cầm lăng bọc quật mà cứ bàn cả một đấy mà lo kháng mà nên đó kia để thôn nâng cái là có cam bé lắm bạn chẳng chuẩn bị để đó kia ba cả ban phục quật đó cứ lo bạn hay học quân chân để đó kia để bàn tạm làm tôi xin video review bọc nhóm hay complete chất lại hay nâng xe phóng hay បងមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកសម្រាប់អ្នកថ្មីជួយចូលចុច like ហើយនិង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye